Vâng, không xe chất thì làm sao dám quay gầm? Tôi khẳng định các anh chị luôn. Đấy. Thì chúng ta xem được cái phần gầm và quay cái gầm mẹt thì bao giờ cũng là một cái gầm mà tôi cảm thấy thích. Nó đã mắt. Đấy, dù quay thôi cũng cảm thấy sướng, nó đã mắt. Con này zin tuyệt đối từ con ốc này. Đây này, vật liệu. Tôi nói về cái giá trị vật liệu. Đây ạ. Đấy. Mà nhiều bác không hiểu được, cứ lo xe mẹt thế lọ thế kia, đây ạ. Đây nha. Hệ thống treo hợp kim, toàn bộ là hợp kim cao cấp, không bao giờ han gì. Con này zin từng con ốc, từng dấu sơn nhà máy này. Đây này. Cái thứ hai là chúng tôi làm xe chuẩn nên mới quay như thế này cho các bác. Và để các bác hiểu rõ nhé. Đó, đây này. Đây nữa này. Nhìn nó đã mắt, nó sướng con mắt các bác ạ. Nhưng vật liệu đúng là bền vĩnh cửu. Xuất sắc luôn. Máy này, từ con ốc này, zin hết nhé, từ cái te này. Zin hết nhé, máy này. Đấy. Vậy thì nhiều bác đang nghĩ rằng xe Đức thì sẽ như thế nào? Thì đây, zin hết từ ốc cột số này, nguyên bạch sơn này. Đây. Khi chúng ta nhìn cái phần gầm thì mới thấy được, quay lại mới ngẫm được cái xe Đức nó giá trị. Nó giá trị. Và nó giá trị, phanh hiệu suất cao. Và cổ bền tại người, bảo dưỡng bảo trì thì bây giờ tốt nhất là xe mới thì chúng ta đưa vào hãng. Hết bảo hành chúng ta phải đưa ra ngoài. Đưa vào hãng thì nó đắt đỏ thì nhiều bác sợ. Nhưng những cái này hỏng làm sao được bác, hỏng sao được. Nhìn nó đã chưa? Con xe nó chất từ cắt tè này. Đây, hộp số này. Các bác nhìn em này. Chuẩn men nha. Quá chuẩn luôn. Những nhiều lớp cách âm trong ồn này. Từ cái hộp sàn hoặc ấy của nó này. Đấy. Không bao giờ han, cứ xanh nẹt thôi. Con này gầm bệ thì phải nói là xuất sắc rồi. Đẹp như cái tấm nhựa này. Đấy, nó không bị gãy vỡ này, không bị xước sát gì này, gầm là cứ sáng choang thôi, toàn vật liệu cao cấp, đúng là tiền nào của ấy, không ngẫu nhiên mà lúc mới nó đắt. Và xe mẹt đặc trưng là dùng cầu đẩy thì nó khỏe, cái cầu sau này, đấy, thay vì cầu kéo là dùng cầu đẩy nó khỏe, đấy, các bác nhé, hệ thống treo đa điểm, đấy. Hợp kim hết này, hợp kim hết, nhìn nó sướng con mắt chưa, đấy. À, bồ này. Chả bao giờ thấy nhìn được cái than này trên đây cả. Nhựa này, zin này, zin hết này các bạn này. À, bồ này. À, tất cả rằng dẻo zin hết nhá. Từ tấm nhựa này rằng sau này. Mọi vấn đề zin hết, không có va chạm gì cả. Bao cho bác luôn. Mà đã quay đến phần gầm mà các bác xem được như thế này rồi thì không còn gì để mà nói nữa. Đấy. Đấy. Chứ cái xe mà đưa nền cầu mà đẹp như thế này thì chả khác xe mới. Đúng không ạ? Nhiều con nó nát bét các bạn ạ. Nên người ta có bao giờ dám quay gầm cho các bác đâu. Khung gầm máy móc nằm bên dưới mà. Xem từ phần gầm thì chấm hết luôn. Đấy. Các bác thấy chưa? Giá trị khác biệt chưa? Vâng, thank you các bác nhé. Mua xe chất đến em.